channel của Nghiêm Thắng. Hôm nay tình hình là mình đánh mất một cái giấy phép lái xe B2. Thì hôm nay mình sẽ đi xin cấp lại cái giấy phép lái xe hạng B2. Trước giờ mình cũng chưa bao giờ mà mình đi làm cái chuyện này. Thì sẵn đây hôm nay thì anh em nào mà chưa biết á, sẵn mình sẽ làm một cái clip mà để hướng dẫn anh em mà lỡ mà có mất cái giấy phép lái xe đó, mình đi xin lại, xin cấp lại cái giấy phép lái xe các bạn. Những cái thủ tục cần thiết như là, thứ nhất các bạn á, các bạn tới ngay ủy ban xã các bạn đang ở đó, các bạn xin làm một cái đơn nè, cái đơn cớ mất giấy tờ các bạn. Này có xác nhận của công an rồi, mình sẽ mang cái hồ sơ gốc, mình sẽ mang toàn bộ cái hồ sơ gốc. Đây là cái sắp hồ sơ gốc của mình nè, để lâu quá nó bị bay màu các bạn, không đem nè. Đây mình đem tất cả những bộ hồ sơ gốc này mang tới cái chỗ mà trước đó mình đăng ký thi sát hạch á, thì mình sẽ làm một cái đơn để xin cấp lại các bạn. Thì bây giờ mời anh em theo chân mình đi tới cái nơi mà mình đăng ký thi sát hạch lái xe á, mình làm thủ tục như thế nào á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm theo nha. Rồi bây giờ mình tới Vĩnh Long rồi. Tại mình thi ở Vĩnh Long các bạn. Lúc nãy mình có gọi cho ông thầy ngày xưa hướng dẫn mình lái xe, thì mình có hỏi thì ông thầy á, ông bảo là mình trước tiên á là mình đi khám sức khỏe trước đi. Mà các bạn á, khi khám sức khỏe thì các bạn mang theo một tấm hình thẻ như thế này các bạn. Rồi sau đó các bạn đi xuống ngay cái bưu điện trung tâm thành phố Vĩnh Long nha. Ai thi ở đâu thì tới bưu điện đó. Còn đây mình thi ở quân khu 9, thi ở Vĩnh Long thì mình sẽ đi tới bưu điện tỉnh Vĩnh Long nha bạn. Mình làm thì một lát nữa đây, sau khi mình khám sức khỏe rồi mình sẽ đi xuống bưu điện tỉnh Vĩnh Long để mình làm. Thì thủ tục như thế nào đó thì mình sẽ tiếp tục quay cho bạn xem nha. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và bây giờ mình đã đến cái trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Vĩnh Long bạn. Đây là văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long. Thì sau khi chúng ta khám sức khỏe rồi, chúng ta mang giấy chứng minh bản gốc nè, rồi với cái hồ sơ gốc. Chúng ta tới đây thì người ta sẽ đưa cho các bạn một cái lá đơn yêu cầu cấp lại giấy phép lái xe. Các bạn điền vào lá đơn đó, điền thông tin vào lá đơn đó, rồi các bạn sẽ, người ta sẽ chụp hình, các bạn chụp cho bạn một tấm hình thẻ mới, và người ta sẽ trích xuất hồ sơ và người ta sẽ cấp cho các bạn một cái giấy phép lái xe mới. Và cái thời gian cấp lại là 60 ngày, sau khi xong á thì người ta sẽ cấp cho các bạn cái giấy phép nhận nè. Sau thời gian 60 ngày các bạn, các bạn có điều kiện thì bạn tới đây đúng ngày giờ các bạn sẽ nhận. Còn nếu mà các bạn ở xa quá không có tiện đi lại á, thì các bạn đăng ký dịch vụ á, gửi về tận nhà cho các bạn thì bạn đóng thêm phí cũng rất là dễ mà. Lúc nãy trong cái lúc mình làm á, thì mình không thể nào quay lại cho bạn xem được, tại vì ở trong đó người ta không cho quay phim chụp ảnh các bạn. Mình cũng cần có cái phép lịch sự tối thiểu cho nên mình không thể nào quay lại cho bạn xem nha. Thì bây giờ mình nói sơ lược thế thôi. Lúc nãy mình đã làm xong rồi nè, người ta cấp cho mình một cái thời giới hạn, thì sau 60 ngày mình sẽ đến đây mình nhận lại cái giấy phép lái xe mới các bạn. Rồi ok các bạn, mình cũng xin phép kết thúc video đây bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bây giờ mình về nhà thôi bạn ơi, tạm biệt các bạn.